Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một chiếc loa của hãng Zimax. Đây là chiếc loa Zimax M9. Ta nhìn nó như một cái hộp đựng một cái đĩa thì đúng hơn. Và rồi bây giờ chúng ta sẽ xem cái cấu hình ở ngoài hộp loa nó sẽ nói là cái gì nhá. Ở đây chúng ta có một chiếc loa sử dụng cái Bluetooth 4.1. Chúng ta biết là cái Bluetooth 4.1 này nó sẽ rất là tiết kiệm pin này và kết nối rất nhanh. Cái thứ hai đó là cái công suất thực của nó ở đây được viết là 3.5W nhân 2, tức là nó có hai cái loa nhỏ bên trong và mỗi cái loa nhỏ có công suất 3.5W. Cái thứ ba nữa là cái pin của nó là dung lượng 1800 mAh để có thể cho chúng ta chơi liên tục trong vòng 6 tiếng. Ngoài ra thì chúng ta còn có một số các thông số khác, nhưng mà nó cũng không quá quan trọng. Chúng ta sẽ tiến hành mở hộp luôn nhé. Rồi. Chiếc loa đã ra đây rồi. Nhìn khá là đẹp các bạn ạ. Lạ mắt nữa. Bây giờ chúng ta sẽ mở nó ra và thử test thử nha. Rồi, cái dây này chúng ta để rút nó lên. Ở đây ta có cái hộp, cái loa này để bên cạnh. Cái hộp này chúng ta sẽ có một cái hộp nhỏ nữa bên trong. Và cái hộp nhỏ này thì nó sẽ có cái gì bên trong này đây, các bạn đoán thử xem nào. Đầu tiên là sách hướng dẫn sử dụng, tem bảo hành và các cái chứng nhận của Remax. Cái thứ hai nữa, ở đây chúng ta có một cuốn sách hướng dẫn sử dụng bằng tiếng Trung, mã bọn Trung Quốc. Ở đây chúng ta có một cái sạc để khoán chim nhá. Không phải, đây là cái chúng ta có một cái chân đỡ. Và cái chân đỡ này thì nó đã sẽ được lắp vào phía sau của cái loa này. Các bạn lắp hai chiều đều được. Nếu như các bạn lắp chiều kia thì nó sẽ cái loa này nó sẽ ngả ra thôi. Rồi, mình sẽ để đây. Trong này chúng ta có một cái cáp sạc pin này. Remax. Còn chúng ta còn có một thêm một cái cáp AUX 3.5mm để chúng ta lối vào các thiết bị như điện thoại mà nếu không cần, không có Bluetooth hay là máy nghe nhạc ạ. Rồi. Bây giờ cái quan trọng nhất của chúng ta là gì? Cái thiết kế này thì các bạn thấy nó hơi tương đồng với cái hãng của một chiếc loa là hãng của Harman Kardon, đúng không ạ? Nó làm khá là giống chiếc Harman Kardon thì tất nhiên là nó sẽ tinh tế hơn rất nhiều rồi và tiền nó cũng khác. Bây giờ mình sẽ test thử âm thanh cho các bạn xem nhé. Ở bên trên phía trên này là chúng ta có một hàng nút bấm, đó là nút nguồn này, sau đó là đến nút tăng giảm âm lượng, đi kèm luôn cả nút nick bài hát. Và đây là nút power và dừng. Cái loa này được quảng cáo là nó có cả mic để chúng ta đàm thoại. Không biết mic nó ở đâu. Nhưng mà cái loa này nó được tích hợp sẵn mic. Cái nút play này chắc để nghe nhạc, để chúng ta trả lời cuộc gọi rồi. Cái này là chúng ta sẽ vừa gọi điện. Chúng ta đang nghe và đang kết nối thì chúng ta có thể vừa gọi vừa nghe cũng được. Bây giờ mình sẽ thử kết nối âm thanh nhé. Chúng ta khởi động cái nguồn đây này. Nghe cái nhạc đã kích thích rồi. Bây giờ chúng ta sẽ kết nối Bluetooth xem thế nào. Rồi, các bạn sẽ tìm đến cái loa của mình. Đây là cái loa M9 đúng không ạ? Kích vào cái loa M9 cho mình. Đó, kết nối nó sẽ báo. Rồi, các bạn thích nghe nhạc gì nào? Giờ mình sẽ chơi thử một bài nhạc vàng trước xem thế nào nhé. Nhạc vàng, sau đó là nhạc trẻ. Như chiếc lá rớt xuống bên sông, hỏi em có biết hay không,
mà sao em để tôi nhớ tôi mong, cách chia nào chẳng đau lòng. Bằng kiều nào. Chỉ còn gần em một giây phút thôi, một giây nữa thôi là xa nhau rồi. Người theo cánh chim Sơn Tùng luôn này. Các cái thể loại nhạc cho các bạn nghe thử. Và những cái bài hát như thế này thì nó cũng làm ra nổi bật cái loa này lên. Cái loa này thì thực ra là với cái tầm giá 650.000 hiện tại mình đang bán thì nó quá là ổn luôn. Và nghe nó, cái chất âm của nó cũng rất là hay. Ok, thôi ta dừng lại đây nhé.